棒。贝贝灯。Chào buổi sáng. Cá mập con, cá mập mẹ và cá mập ba đang trò chuyện cùng nhau. Cá mập con có nghĩ khi lớn lên con muốn làm nghề gì không? Có rất nhiều công việc tuyệt vời ngoài kia. Cá mập con sẽ làm nghề gì trong tương lai đây? Cái gì đây? Có những chiếc hộp bí ẩn đã xuất hiện trước mặt cá mập con kìa. Ta có nên mở chúng không? Wow, cá mập con đã trở thành một bác sĩ. Cá mập con đã trở thành bác sĩ rồi. Làm bác sĩ, làm bác sĩ, làm bác sĩ, bác sĩ nè. Mình thấy có bệnh nhân ở kia kìa. Nhanh nào, hãy mau giúp đỡ bệnh nhân thôi. Bạn có sao không, rùa con? Đừng lo nhé, cá mập con sẽ giúp bạn thấy khá hơn thôi. Tuyệt quá, cá mập con. Rùa con cảm ơn bạn kìa. Tiếp theo sẽ là công việc gì đây? Wow, cá mập con đã trở thành một sĩ quan cảnh sát. Hãy đi giúp đỡ bạn bè nào. Làm cảnh sát, làm cảnh sát, làm cảnh sát, cảnh sát nè. Mình thấy tên cướp biển bạch tuộc xấu xa ở kia kìa. Cướp biển bạch tuộc, dừng lại ngay. Người đã bị bắt. Wow, cá mập con đã cứu được các bạn rồi. Cảm ơn cá mập con. Bạn làm bác sĩ hay cảnh sát cũng đều hợp đó, cá mập con à. Hả? Cái gì thế này? Wow! Một vũ công ba lê cá mập. Tuyệt lắm cá mập con à. Làm vũ công, chút tu tu tu, làm vũ công, chút tu tu tu, làm vũ công, chút tu tu tu, vũ công nè. Hả? Cá mập con đâu rồi? Wow, cá mập con! Bạn là cá mập duyên dáng và tuyệt vời nhất của biển cả. Không biết trong chiếc hộp cuối cùng có gì nhỉ? Aha, cuối cùng chính là một người lính cứu hỏa dũng cảm. Cùng chữa cháy, chút tu tu tu, cùng chữa cháy, chút tu tu tu, cùng chữa cháy, chút tu tu tu, chữa cháy thôi. Các bạn đang gặp nguy hiểm. Con đã dập được ngọn lửa, chắc bạn sợ hãi lắm đúng không? Nhưng bạn thật dũng cảm đó, cá mập con à. Bác sĩ cá mập, cảnh sát cá mập, vũ công ba lê cá mập, lính cứu hỏa cá mập. Đều là những công việc tuyệt vời. Vậy con thích công việc nào nhất? Dù làm việc gì, mẹ nghĩ con cũng sẽ làm tốt thôi. Đúng vậy,
cá mập con sẽ làm giỏi tất cả mọi việc. Hẹn gặp lại các bạn lần sau nha. Tạm biệt. Chào các bạn, chào buổi sáng nhé. Chào buổi sáng, cá mập con. Các bạn ơi, có chuyện rồi. Các bạn giúp mình với. Chắc cá mập con đã gặp chuyện rồi. Chúng ta hãy cùng nhau giúp bạn ấy nhé. Hả? Gia đình cá mập có vẻ không được vui cho lắm. Có chuyện gì vậy? Các bạn, theo các bạn nghĩ thì màu nào sẽ là màu đẹp nhất vậy? Chẳng cần suy nghĩ nhiều, chắc chắn là màu hồng rồi. Thấy chưa? Các bạn có đồng ý không? Biển trở thành màu hồng rồi. Thấy không? Biển màu hồng trông đẹp hơn nhiều. Biển hồng đây, chu chu du chu du. Biển hồng đây, chu chu du chu du. Biển hồng đây, chu chu du chu du. Biển hồng. Không đâu, màu xanh mới là nhất. Biển trước giờ luôn là màu xanh và đó chắc chắn là màu đẹp nhất rồi. Lần này biển toàn là màu xanh. Biển màu xanh, chu chu du chu du. Biển màu xanh, chu chu du chu du. Biển màu xanh, chu chu du chu du. Biển xanh. Không, màu cam mới là màu xinh đẹp nhất. Hãy đợi xem màu cam sẽ đẹp tuyệt vời như thế nào. Các bạn, nhìn kìa, biển chuyển sang màu cam rồi. Biển màu cam, chu chu du chu du. Biển màu cam, chu chu du chu du. Biển màu cam, chu chu du chu du. Biển cam. Mặc kệ ai nói gì, màu xanh lá cây vẫn đẹp nhất. Tôi nghĩ mọi người nhầm lẫn cả rồi. Không có màu nào độc đáo như xanh lá đâu. Biển chuyển thành màu xanh lá giống như màu của cá mập ong. Biển xanh lá, chu chu du chu du. Biển xanh lá, chu chu du chu du. Biển xanh lá, chu chu du chu du. Biển xanh lá. Khoan đã. Màu hồng là màu đẹp nhất. Màu xanh mới là số 1. Màu cam mới là nhất. Cùng đi đến quyết định cuối cùng, xem màu nào mới là màu đẹp nhất. Ồ không, có vẻ như đã có tranh cãi trong gia đình cá mập rồi. Biển đang thay đổi thành đủ loại màu sắc kìa. Sao biển, bạch tuộc, các bạn ấy cũng đã bị đổi màu rồi. Biển đang trở thành một màu thật kỳ dị. Hả? Ôi không, một bạn cá nhỏ đang khóc kìa. Có chuyện gì vậy bạn cá nhỏ? Bạn muốn trở lại màu sắc ban đầu của mình phải không? Tôi xin lỗi bạn cá nhỏ màu tím à. Chúng tôi chỉ nghĩ tới màu sắc của mình thôi. Nhưng có vẻ như màu tím mới là màu phù hợp với bạn nhất. Wow! Gia đình cá mập đang làm sạch biển kìa.
biển đẹp nhất khi trở về đúng với màu sắc riêng. Giống như tất cả màu sắc của gia đình cá mập vậy. Cả nhà ta chu chu ru tu ru, cả nhà ta chu chu ru tu ru, cả nhà ta chu chu ru tu ru, gia đình cá mập. Gia đình cá mập trông thật tuyệt khi bơi cùng nhau. Cả nhà làm hòa rồi, có phải không? Cảm ơn vì đã làm cho biển sạch sẽ trở lại. Hẹn gặp lại lần sau. Tạm biệt các bạn. Hôm nay cá mập con trông có vẻ mệt mỏi quá. À, bạn đói rồi phải không cá mập con? Chúng ta có gì để cho cá mập con ăn không? Hả? Có gì đó rơi khỏi tàu kìa. Wow, nhìn những loại trái cây này nè. Các bạn ơi, hãy cùng giúp cá mập con ăn những loại trái cây ngon tuyệt này để cảm thấy dễ chịu hơn nha. Đây là những quả dâu tây màu đỏ. Trông ngon quá đi. Cá mập con, sẵn sàng chưa nào? Dâu tây đỏ chút tu du tu du, dâu tây đỏ chút tu du tu du, dâu tây đỏ chút tu du tu du, dâu tây đỏ. Cá mập con đã biến thành cá mập dâu tây sau khi ăn hết những quả dâu tây này. Có ngon không nào cá mập con? Ta nên thử trái cây nào tiếp đây? Wow, là những quả việt quất xanh. Mùi thơm ngọt ngào quá. Là việt quất, tu 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 tu, là việt quất, tu 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 tu, là việt quất, tu 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 tu, việt quất xanh. Lần này, cá mập con đã biến thành cá mập việt quất xanh. Bạn trông thật tuyệt. Không biết trái cây họ cam quýt này là gì nhỉ? Oh, đó là một quả bưởi hồng. Thật là tươi mát. Nhìn chúng thôi mà mình đã thấy thèm rồi. Bưởi hồng đây, chút tu du tu du, bưởi hồng đây, chút tu du tu du, bưởi hồng đây, chút tu du tu du, quả bưởi hồng. Cá mập con đã biến thành quả bưởi hồng rồi. Chua chua, ngọt ngọt. Quả này có màu xanh và có sọc nữa kìa. Nó có thể là quả gì nhỉ? Quả cuối cùng này là dưa hấu. Thật tươi và ngọt ngào. Quả dưa hấu chút tu du tu du, quả dưa hấu chút tu du tu du, quả dưa hấu chút tu du tu du, dưa hấu xanh. Cá mập con, bạn đâu rồi? Bạn đây rồi. Nhìn kia, cá mập con có sọc dưa hấu. Trông giống như rong biển vậy. Dâu tây đỏ chút tu du tu du, và việt quất chút tu du tu du, bưởi hồng đây chút tu du tu du, dưa hấu xanh. Cá
Cá mập con, bạn ăn trái cây no rồi đúng không? Thật là thú vị khi biến thành các loại trái cây khác nhau. Hãy cùng nhau biến hình thêm nữa vào lần tới nha. Tạm biệt. Cá mập con đang bơi dạo vòng quanh biển. Hôm nay bạn ấy sẽ làm gì đây? Hả? Cái gì kia? Ố, nó đi đâu mất rồi? Cá mập con, bạn ổn chứ? Các bạn, cùng nhau đi theo nó nào! Wow, thật là thú vị! Mình chưa thấy cái này bao giờ. Đây là cái gì? Wow, cá mập con có những đốm đen giống như báo đốm vậy. Trông bạn tuyệt lắm. Là bao đốm, chu chu ru chu ru. Là bao đốm, chu chu ru chu ru. Là bao đốm, chu chu ru chu ru. Bao đốm nè. Báo đốm nhanh hơn cả hổ và sư tử nữa đó. Wow, nhanh chưa kìa. Mình không kịp nhìn luôn. Báo đốm thật ngầu, phải không nào? Tiếp theo, chúng ta nên biến thành loài vật nào đây? Wow, lần này cá mập con có sọc đen và trắng, trông giống như ngựa vằn vậy. Ngựa vằn đây, chu chu ru chu ru. Ngựa vằn đây, chu chu ru chu ru. Ngựa vằn đây, chu chu ru chu ru. Bạn ngựa vằn. Chào ngựa vằn, rất vui được gặp bạn. Bạn từng nhìn thấy cá mập ngựa vằn chưa nào? Oh, ngựa vằn sợ chạy mất rồi. Xin lỗi nè. Hả? Hoa văn này là của ai? Wow, cá mập con có những mảng nâu giống như hươu cao cổ vậy. Hươu cao cổ, chu chu ru chu ru. Hươu cao cổ, chu chu ru chu ru. Hươu cao cổ, chu chu ru chu ru. Hươu cao cổ. Hươu cao cổ có cái cổ rất dài nên chúng có thể tiếp cận thức ăn ở trên cao. Đúng vậy, cá mập con. Bạn không có cổ dài, nhưng bạn là một thợ săn cừ khôi vì bạn bơi rất giỏi. Trong hộp cuối cùng sẽ là gì đây? Wow! Cá mập con có một bộ lông cong thật lộng lẫy. Là chim cong, chu chu ru chu ru. Là chim cong, chu chu ru chu ru. Là chim cong, chu chu ru chu ru. Chim cong nè. Wow! Trông như có một chiếc quạt đầy màu sắc ở đuôi của cá mập con vậy. Thật đẹp. Là bao đom, chu chu ru chu ru. Ngựa vằn đây, chu chu ru chu ru. Hươu cao cổ, chu chu ru chu ru. Chim cong nè. Hóa thân thành các loài vật đúng là vui quá đi. Lần sau ta sẽ hóa thân thành gì đây? Mình háo hức quá. Hẹn gặp lại nha. Tạm biệt. Chào các bạn. Hả? Cá mập con đang đi tìm gì đó?
Bạn đang tìm gì thế cá mập con ơi? Ồ, cá mập con đang buồn chán. Bạn ấy đang tìm ai đó để chơi cùng đây mà. Ồ, nhìn kìa, là sao biển. Nhưng các bạn ấy đang đi đâu vậy? Cùng đi theo các bạn ấy nào. Wow, một biển đầy sao, toàn là các bạn sao biển kìa. Trông thật lấp lánh và tuyệt đẹp. Hả? Bạn cũng muốn có họa tiết ngôi sao hả cá mập con? Làm cách nào để gắn sao lên người cá mập con đây? Wow, thật nhiều màu sơn và những hình dáng đáng yêu. Bằng những thứ này, ta có thể hô biến cho cá mập con ngay thôi. Ta thử sơn màu xanh navy này trước nha. Nào, giờ hãy dán hình ngôi sao lên. Wow, thật là lấp lánh, cá mập con à. Bạn là cá mập ngôi sao xinh đẹp nhất đại dương đó. Cá mập ngôi sao, chu chu du du du. Cá mập ngôi sao, chu chu du du du. Cá mập ngôi sao, chu chu du du du. Cá mập ngôi sao. Wow, bạn thậm chí còn tỏa sáng hơn những ngôi sao kia nữa. Cái gì đang lăn tròn ở đằng kia vậy? Cùng đi theo nó nào. Wow, là một biển đầy trái tim đáng yêu. Oh, cá mập con, bạn cũng muốn có họa tiết trái tim phải không? Để chúng mình hô biến cho bạn lần nữa. Cùng sơn màu hồng nào. Và cùng dán hình trái tim lên nữa. Wow, cá mập trái tim. Bạn dễ thương quá cá mập con ơi. Cá mập tim chu chu du du du. Cá mập tim chu chu du du du. Cá mập tim chu chu du du du. Cá mập trái tim. Wow, có gì chuyển động ở đằng kia kìa. Cùng đi lại kia xem thử nha. Wow, biển ở đây toàn là mây. Trông như mọi người đang nghỉ ngơi trên mây vậy. Lần này, vẽ cho bạn họa tiết đám mây nhé. Hãy dùng màu xanh da trời. Chúng ta thêm hình dáng mây nữa nhé. Wow, cá mập mây bông. Xong rồi. Cá mập con nhẹ bồng bềnh như mây vậy. Cá mập mây chu chu du du du. Cá mập mây chu chu du du du. Cá mập mây chu chu du du du. Cá mập mây. Hả? Cái gì đang đung đưa ở kia vậy? Hãy lại gần để xem kỹ hơn nào. Wow, nhìn những bông hoa xinh đẹp nè. Biển ở đây có mùi thơm rất dễ chịu. Cá mập con, lần này mình sẽ vẽ họa tiết hoa cho bạn nhé. Hãy sơn màu xanh lá cho bạn nào. Và đừng quên những hình dáng bông hoa. Wow, đã hoàn thành cá mập hoa rồi. Bạn có mùi thơm thật ngọt ngào. Ôi không, các bạn ông tưởng cá mập con là hoa thật kìa. Nhánh nào, trốn vào chỗ kia thôi. Cá mập hoa chu chu du du du. Cá mập hoa chu chu du du du. Cá mập hoa chu chu du du du. Cá mập hoa. Cá mập ngôi sao, cá mập trái tim, cá mập mây, cá mập hoa. Các bạn thích tạo hình nào nhất nè?
Các bạn cứ chọn họa tiết đi, lần sau chúng ta sẽ hô biến cho cá mập con nữa nhé. Hẹn gặp lại lần sau. Tạm biệt. Xin chào cá mập con, chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ chơi trò vui gì đây? Oh wow, nhìn kìa, có một hộp kho báu nè. Không biết bên trong là gì đây? Cùng mở nó nào. Wow, là những quả trứng đầy màu sắc. Không biết những quả trứng này thuộc về ai nhỉ? Trước tiên chúng ta hãy nhìn vào quả trứng này. Wow, có vẻ như đó là một quả trứng khủng long. Nếu là một loài khủng long có chiếc bờm màu vàng giống như con gà. Aha, là Gallimimus. Wow, bạn nhanh thật đấy. Gallimimus tu 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 tu, Gallimimus tu tu tu, Gallimimus tu tu tu, Gallimimus. Wow, cá mập Gallimimus về nhất rồi kìa. Mình biết ngay mà. Xin chúc mừng cá mập Gallimimus. Chắc tất cả đều là trứng khủng long. Chúng ta sẽ xem quả trứng nào tiếp theo đây. Wow, có 3 chiếc sừng khỏe và sắc nhọn. Các bạn có biết đây là loài khủng long nào không? Đúng rồi, đó là Triceratops mạnh mẽ và vĩ đại. Triceratops, tu 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 tu, Triceratops. Tu 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 tu, Triceratops. Tu 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 tu, Triceratops. Cá mập con giờ chỉ biết ăn cỏ thôi. Kể từ khi biến thành Triceratops, đó là vì chúng là loài động vật ăn cỏ. Có ngon không nào? Tiếp theo ta sẽ biến thành loài khủng long nào? Loài khủng long nào có hộp sọ dày và cứng? Đúng rồi! Đó là loài Pachycephalosaurus. Pachycephalos, tu 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 tu, saurus, tu 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 tu, Pachycephalos, tu 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 tu, saurus. Hộp sọ cứng thật đó! Thật tuyệt vời! Chúng ta sẽ đến với quả trứng cuối cùng. Bạn có nghĩ đó là một con khủng long đáng sợ không? Sợ quá đi! Đó là T-Rex, vua của các loài khủng long. Mọi người, chạy mau đi! T-Rex, tu 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 tu, T-Rex. T-Rex. Cá mập T-Rex đang đuổi theo đàn cá kìa. Gallimimus tu 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 tu, Triceratops tu 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 tu, Pachycephalos tu 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 tu, T-Rex. Cá mập con, bạn thấy biến thành khủng long như thế nào nè? Bạn có vui không? Lần sau hãy biến thành nhiều thứ thú vị hơn nhé. Tạm biệt. Cá mập
con đang bơi vòng quanh biển. Ồ, nhìn kìa, tất cả đồ chơi yêu thích của cá mập con đều ở đằng kia. Các bạn, hãy cùng đi theo cá mập con nhé. Wow, mình nghĩ ta đang ở vùng đất đồ chơi kỳ diệu. Có rất nhiều đồ chơi thú vị. Mình rất hào hứng. Không biết đây là đồ chơi gì nhỉ? Wow, cá mập con đã biến thành một chú gấu bông teddy. Dễ thương quá. Là bạn gấu, tu 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 là bạn gấu, tu 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 là bạn gấu, tu 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 gấu teddy. Bạn gấu bông teddy này rất mềm và mịn. Bạn có thể ôm gấu teddy bất cứ khi nào bạn cảm thấy buồn hay sợ hãi. Tiếp theo, ta sẽ biến thành món đồ chơi nào đây? Wow! Đó là một robot mạnh mẽ và dũng cảm. Bip bip boop. Robot, tu 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 robot, tu 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 robot, tu 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 robot. Các bạn ơi, cùng nhảy điệu nhảy robot với cá mập con nhé. Đồ chơi này có bánh xe. Là đồ chơi gì đây? Wow, cá mập con đã biến thành đồ chơi xe tải quái vật khổng lồ. Rum rum, đi thôi nào. Là xe tải, tu 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 tu, là xe tải, tu 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 tu, là xe tải, tu 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 tu, xe quái vật. Wow, đây là chiếc xe tải quái vật nhanh nhất mà mình từng thấy đó. Ngầu quá đi. Còn đồ chơi nào trong hộp cuối cùng này đây? Mình tò mò quá. À, cá mập con đã bước vào thế giới trò chơi điện tử. Chúng ta chơi một trò chơi với cá mập con nhé. Cá mập con tu 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 thật hào hứng, tu 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 thật là vui, tu 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 game cá mập. Cá mập con đã hoàn thành hết trò chơi rồi. Giỏi lắm cá mập con. Là bạn gấu, tu 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 robot, tu 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 là xe tải, tu 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 video game. Cá mập con à, chơi với đồ chơi đúng là rất vui. Nhưng biến hình thành đồ chơi còn vui hơn nữa đúng không? Hả? Bạn muốn biến hình thêm nữa à? Được rồi, lần sau ta có thể biến hình thêm nữa. Hẹn gặp lại, tạm biệt. Cá mập con đang rất buồn chán. Có gì vui để làm không nào? Có vẻ như các bạn cá đang vui đùa cùng với nhau kìa. Cho bọn mình tham gia với nha. Cá mập con dọa các bạn cá chạy mất rồi. Cá mập con phải làm gì bây giờ? Hả? Cái gì đây?
những chiếc hộp với họa tiết kỳ lạ. Có nên mở ra không? Wow, một quả bóng rổ. Và cá mập con đã biến thành vận động viên bóng rổ rồi. Cùng chơi nào. Cùng dẫn bóng, bóng rổ. Cùng dẫn bóng, bóng rổ. Cùng dẫn bóng, bóng rổ. Ném rổ nào. Wow, cá mập con chiến thắng rồi. Ồ, giỏi lắm cá mập con à. Cùng mở hộp tiếp theo nào các bạn. Không biết bên trong là quả bóng gì đây. Wow, một quả bóng đá. Cá mập con đã trở thành vận động viên bóng đá. Bắt đầu trận đấu nào. Cùng đá bóng, sút sút. Cùng đá bóng, leo leo. Cùng đá bóng, sút sút. Đá bóng nào. Vào. Wow, vào rồi. Cá mập con đã ghi được một bàn thắng. Mẹ tự hào về con lắm, cá mập con à. Oh, thật là vui quá. Cùng mở thêm hộp khác nào. Wow, một quả bóng tennis. Mình rất thích tennis. Chúng ta cùng thử nha. Chơi tennis, đánh bóng. Chơi tennis, đánh bóng. Chơi tennis, đánh bóng. Bóng tennis. Con đừng buồn cá mập con à. Chỉ cần luyện tập thêm, sớm muộn gì con cũng sẽ đánh hay hơn bà thôi. Chỉ còn một hộp nữa thôi, không biết bên trong có gì đây. Mở đi nào cá mập con. Wow, một quả bóng chày. Nhanh nào, cùng chơi bóng chày thôi. Cùng chơi bóng, đánh, đánh. Cùng chơi bóng, đánh, đánh. Cùng chơi bóng, đánh, đánh. Đánh bóng chày, thắng rồi. Wow, một chiến thắng ngoạn mục. Cá mập con là vận động viên bóng chày hay nhất. Dẫn bóng, bóng rổ nè. Sút, sút, bóng đá nè. Tầng bóng, bóng tennis nè. Chiến thắng, bóng chày nè. Các bạn, loại bóng nào các bạn thích nhất? Bạn chơi thể thao nhiều quá nên đói bụng rồi đúng không? Hãy về nhà và ăn gì đó thật ngon nào. Hẹn gặp lại các bạn lần sau nha. Tạm biệt. Chào cá mập con. Chào các bạn. Oh, mình thấy có thỏ Bunny và những quả trứng sắc màu nữa kìa. Có dịp đặc biệt gì vậy? Aha, hôm nay là lễ phục sinh. Có vẻ như cá mập con muốn phát trứng phục sinh kìa. Các bạn ơi, hãy cùng giúp cá mập con trang trí những quả trứng nha. Chúng ta nên chọn màu nào đây? Tuyệt vời! Hãy dùng màu cam nào. Nào, giờ ta vẽ hình gì đây? Bạn đã vẽ các hình tròn và bong bóng. Làm tốt lắm, cá mập con. Oh, những quả trứng bay đi rồi. Nhanh nào, hãy đi tìm trứng nhé các bạn.
Cùng tìm chân chút chú tu du tu du, cùng tìm chân chút chú tu du tu du, đã tìm thấy chút chú tu du thấy chân rồi. Bạn tìm thấy ba quả trứng màu cam có họa tiết bong bóng rồi. Ta nên vẽ màu gì cho những quả trứng tiếp theo đây? Màu tím hả? Tuyệt vời! Các bạn, lần này hãy vẽ hình trái tim nha! Wow! Những quả trứng trông thật đáng yêu với những trái tim này! Oh! Những quả trứng lại bay mất rồi! Nhanh nào! Hãy đi tìm trứng mau! Cùng tìm chân chút chú tu du tu du, cùng tìm chân chút chú tu du tu du, đã tìm thấy chút chú tu du thấy chân rồi! Tuyệt vời! Các bạn đã tìm thấy ba quả trứng màu tím có hình trái tim. Giỏi lắm các bạn! Hay ta vẽ những quả trứng này màu xanh lá nhỉ? Các bạn ơi, hãy để việc này cho cá mập con làm nha! Bạn sẽ vẽ họa tiết gì đây, cá mập con? Wow! Những quả trứng có thêm sọc rồi kìa! Lần này trứng đi đâu mất rồi? Đi thôi nào! Cùng tìm chân chút chú tu du tu du, cùng tìm chân chút chú tu du tu du, đã tìm thấy chút chú tu du thấy chân rồi! Ba quả trứng sọc màu xanh lá! 1, 2, 3! Tìm thấy hết rồi! Cùng vẽ những quả trứng cuối cùng nào! Sau khi trang trí trứng xong, cuối cùng ta có thể trao tặng chúng cho bạn bè rồi! Có vẻ như lần này các mập con muốn dùng ba màu sắc khác nhau để trang trí kìa! Không biết những quả trứng sẽ trông như thế nào đây? Wow! Những quả trứng này trông giống gia đình cá mập quá! Màu vàng cho cá mập con, màu hồng cho cá mập mẹ và màu xanh cho cá mập ba. Trông giống hệt như họ vậy. Làm tốt lắm cá mập con. Chúng ta cùng đi tìm trứng của gia đình cá mập nào. Cùng tìm trứng chút chú tu du tu du, cùng tìm trứng chút chú tu du tu du, đã tìm thấy chút chú tu du thấy trứng rồi. Trứng cá mập con, trứng cá mập mẹ, trứng cá mập ba, tìm thấy hết rồi. Giờ thì ta cùng tặng trứng cho bạn bè thôi nào. Hình bong bong chu chu du 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 du, hình tim đây chu chu du 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 du, hình sọc đây chu chu du 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 du. Ôi thật nhiều màu sắc. Bạn đã làm cho bạn bè của mình rất hạnh phúc đó, cá mập con. Chúng mình rất tự hào về bạn. Mình không biết lần sau chúng ta sẽ biến đổi điều gì nữa đây. Ôi, mình hào hứng quá đi. Hẹn gặp lại lần sau. Tạm biệt. Này các bạn có thích video của chúng mình không? Đừng quên nhấn đăng ký, subscribe nhé. Hãy tìm Pinpon trên YouTube.